chúng tôi giảng tiếp về 49 đoạn ca. Đây là tôi đọc cái chánh văn. Chánh pháp nơi kích pháp cổ, bốn từ vân hề sái cam lò, long tượng sức chuẩn vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Đây là nói về cái chứng đạo. Người khi chứng đạo rồi thì sẽ đánh hết cấm pháp và đánh cái lời pháp và phát cái lời pháp và bủa cái mây từ dưới nước cam lồ. Nói theo cái nghĩa thường thì khi mà chúng ta thấy được đạo lý chân thật rồi thì lúc đó chúng ta nói lên cái lời gì cũng là cái lời đạo lý. Chúng ta làm Phật sự nào cũng là Phật sự đúng với đạo lý. Vì vậy cho nên nói rằng đánh cấm pháp và nổi cái tiếng pháp và nói rằng của cái mê từ, tức là mê từ bi của cấp và sái nước cam lò, tức là tưới nước cam lò cho tất cả. Bởi vì quý vị thấy ở đời nếu mà người hung dữ thì họ mở ra lời nói nào cũng là lời nói hung dữ, còn cái người hiền lành thì lời nói nào cũng là lời nói hiền lành. Cũng vậy, cái người đến với đạo thấu suốt lẽ đạo rồi thì mọi hành động, mọi ngôn ngữ đều là cái hành động từ bi. Những ngôn ngữ đều là ngôn ngữ làm cho mọi người bớt đau khổ. Vì vậy mà nói bủa mây từ và dưới nước cam lồ. Long tự xúc đạt dụng vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Nói hàng long tự, đây từ ngữ chuyên môn trong nhà thiền. Long tự là những cái người đứng ra gánh vác Phật sự lớn lao, cũng như là con rồng, con voi đó, mạnh mẽ. Rồi khi mà phải chạm tới hay là gặp được những vị đó thì được cái tươi nhuần, được thấm ướt cái giáo lý, cái Phật pháp. Cho nên nói rằng long tử xúc đạt nhượng vô biên, tức là cái hàng rồng, hàng voi mà khi chạm tới thì được cái lợi vô cùng. Đó là cái ý nghĩa muốn nói lên rằng gặp được những cái bậc hiểu đạo, thấu suốt lý đạo thì chúng ta sẽ có lợi ích rất là nhiều. Tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Tam thừa là nhân thừa, là thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Ngũ tánh tức là để chỉ cho năm tánh, từ năm tánh đó đều là gặp Phật pháp đều tỉnh ngộ hết, không có ai mà thiếu, không có ai mà sót. Vì vậy mà tất cả chúng ta tu khi biết đạo, thấy đạo rồi thì ai ai cũng đều được vào cái nhà Phật, chứ không có đi đâu khác, không có bị cái gì lôi dẫn. Đó là ý nghĩa muốn diễn đạt, tức là ngài quyền giác diễn đạt cho chúng ta thấy cái Phật đạo đức chân chính đã thấu suốt lý đạo rồi thì ai gặp đều có lợi ích và đến đâu cũng đều gieo được cái sự an lạc cho mọi người, đều được làm cho người ta thức tỉnh. Đó là cái giai đoạn bốn câu này.
sanh kỳ nhị cánh vô tạp, thuần sức đề hồ ngã thường nạp, nhất tánh viên thông nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ biến nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhất. Cái câu này là rằng ở trên núi tuyết có một thứ cỏ tên là phì nhị, nó không có bị cái gì lẫn tạo cho nó hết á, không có lẫn lộn, mà chỉ là một thứ cỏ kỳ đặc, một thứ cỏ rất là quý báu ở trên núi tuyết. Nếu mà người nào hay là một con voi nào ăn được cái thứ cỏ đó thì khi nó xuất ra, nó tiêu hóa ra thành chất đề hồ, mà chất đề hồ đó thì ngài tự nói rằng tôi thừa nhận. Đó là để nói rằng cái vụ núi tuyết là cái chỗ cứu kính chân thật, còn cái cỏ thì nhị đó là chỉ cho cái cỏ mà ai được gần, ai được dùng nó đều thành ra cái đề hồ hết. Tức là người nào đối với đạo chỗ cao tuyệt mà mình đã thấm nhuần được thì người đó họ nói họ làm đều hiện ra những cái đồ quý giá vô cùng như chất đề hồ. Thì ngài nói ngài thường nhận được cái chất đề hồ của con trâu trắng trên núi tuyết, nó ăn cỏ kỳ nhị nhị nó tiêu hóa ra. Thì để nói rằng núi tuyết là dụ cho pháp thân, rồi cái thứ cỏ đó là để dụ cho toàn là cỏ giác cỏ ngộ. Vì vậy mà ngài nhận được, ngài thường hưởng được cái tinh thần giác ngộ hay là cái đạo đức giác ngộ xuất phát từ pháp thân. À, nhất tánh viên dung nhất viên thông nhất thiết tánh, nhất pháp biến hà nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ biến nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt thiết. Đây là để vừa pháp vừa dụ để cho chúng ta hiểu. Bây giờ tôi nói cái dụ trước, như nói rằng một mặt trăng mà nó hiện tất cả nước, rồi tất cả nước đều nhiếp thuộc về một mặt trăng, hay là mặt trăng trong tất cả nước đều nhiếp thuộc về mặt trăng. Đó, như quý vị đêm rằm nhìn xuống sông, nhìn xuống hồ, nhìn xuống tất cả chỗ, chỗ nào có nước trong thì đều thấy mặt trăng hiện hết, phải không? Mà mặt trăng hiện hồ, ao, rồi sông, biển đủ hết, cả trăm cả ngàn chỗ, ai đứng gần sông gần biển đều thấy mặt trăng. Như vậy thì mặt trăng hiện dưới đáy nước là bao nhiêu? Có thể nói là nhiều vô kể, nhưng mà thực sự thì có mấy mặt trăng trên trời? Chỉ có một mặt trăng thôi. À, đó là cái ví dụ, nghĩa là trên trời chỉ một mặt trăng mà bao nhiêu thứ nước đều có bốn mặt trăng hiện dưới hết, thì muôn ngàn bốn mặt trăng đều nhiếp thuộc về một mặt trăng. À, như vậy thì mặt trăng đó nó là nhất thiết pháp biến thành, biến hàm nhất thiết pháp, tức là tất cả pháp, nó một pháp mà nó gồm không tất cả pháp. À, tại sao ai cũng có cái sẵn cái tánh Phật của mình, mà tánh Phật trăm người triệu ức người đều giống nhau. Bây giờ tôi hỏi quý vị,
suy nghĩ học hỏi của mình mà ra, phải không? Người đó khéo suy nghĩ, người đó học hỏi nhiều thì nói là khôn, người kia suy nghĩ vụng và học hỏi ít thì gọi đó là dại. Thì cái khôn với dại là căn cứ trên cái suy nghĩ, cái thu thập được từ người khác thì có phân ra khôn dại. Nhưng mà cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái biết xúc chạm vân vân, người khôn người dại có giống nhau không? Giống không? Mình thấy cái hoa hồng đó vàng thì người khác lại nhìn vô thấy rằng đúng là vàng. Mình thấy bầu trời trong, người khác họ cũng nhìn thấy bầu trời trong, dù ngu hay khôn hay giống hệt nhau. Thì như vậy để nói là cái tánh giác sẵn của mình đó, nó bình đẳng, nó không có sai biệt, nó không có khác. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đó, là cái tánh Phật sẵn của mình. Như vậy thì với cái con mắt nhà Phật nhìn tất cả chúng sanh đều sao? Đều bình đẳng, đều ai cũng có tánh Phật, không giận, không có khen người khôn, không có chê người dại, vì ai ai cũng có tánh Phật hết. Nhưng mà có biết khai thác thì người đó sáng suốt mau, có mà cứ chôn vùi thì người đó tối tăm hoài, phải không? Như vậy thì cái tánh giác ai cũng có, thì tánh giác đó ví như một mặt trăng. Nhưng mà cả trăng nước, hồ, ao, giếng hay là sông, rạch, thực biển, nó mỗi nơi địa bóng nó khác nhau. Khác nhau trong cái sông, khác nhau trên biển, khác nhau trong hồ, trong ao, chứ không có phải có cái mặt trăng khác, cái bóng nó khác thôi, cái mặt trăng đó nó giống nhau. Để nói lên rằng tất cả chúng ta đều có tánh giác như nhau, cho nên nói rằng nhất tánh duyên thông, nhất thiết tánh đó, cái một cái tánh giác của mình nó trùm hết, nó hợp nhất với tất cả cái tánh giác khác, nó không có sai biệt. Cũng như là một pháp nó trùm hết các pháp. Ví dụ như mặt trăng trên trời thì có một, mà bóng mặt trăng thì vô số, không thể kể hết. Đó là để nói cái tinh thần đạo lý của nhà Phật. Đức Phật nhìn mọi chúng sanh đều có tánh giác, người khôn có tánh giác, người khờ cũng có tánh giác, chỉ khác nhau là người biết dùng nó để rồi mình được thức tỉnh, còn người không biết dùng nó để rồi mình cứ mê lầm, chứ không có khác cái tánh giác đó. Vì vậy nên dùng cái ví dụ này. Bởi vậy nên hai câu kết thúc: chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, ngã tánh đồng cộng Như Lai hiện. Tức là cái pháp thân như chư Phật nó vào trong cái tánh của ta, rồi tánh của ta đồng giống như là tánh Như Lai, không có khác chút nào hết. Như vậy thì để đúng với cái câu mà Phật nói nhất thiết chúng sanh gia trụ Phật tánh, phải không? Hiểu như vậy thì quý vị dám kinh nai không? Mình có Phật tánh, người nào cũng có. Như vậy thì mình không có hơn, không có khác, nhưng mà khác chẳng qua là người có tìm cách để cho nó sáng lên, hoặc người không biết tìm cách để nó sáng lên rồi nó tối mù. Cũng như mỗi người đi học, đi học thì người nào có học mà không có phải trình độ lắm thì học rồi cũng biết như nhau, phải không? Trừ phi người nào có bệnh, có tật
thì họ không có bị nhiễm hơi. Chứ nếu mà có cái hiểu biết tương tự, cơ thể khỏe mạnh như nhau thì cái học hiểu rồi cũng biết như nhau. Đó là nói ví dụ xả. Đây, nhất địa cụ túc nhất nhất địa, phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp, đàn chỉ viên hành và quả môn, sát na diệt hước tam kỳ nghiệp. Đó là những câu này nói về cái lý rất là cao siêu, nhưng mà tôi cố giải thích cho quý vị hiểu một phần nào. Nó là nhất địa đầy đủ tất cả địa, một địa đầy đủ tất cả địa. Tại sao? Vì trong nhà Phật nói có thập địa Bồ Tát, Bồ Tát sơ địa, Bồ Tát nhị địa, vân vân, tới thập địa. Như vậy thì Ngài nói một địa, tức là đầy đủ tất cả địa. Tại sao? Bởi vì tâm thanh tịnh của chúng ta, tâm hằng giác của chúng ta ai cũng có. Ai cũng có thì bước chân được vào đó thì nó đủ hết như nhau. Tôi có tánh giác, quý Phật tử đều có tánh giác, ai cũng có tánh giác như nhau. Cho nên khi mình nhận được tánh giác đó thì đều giống hệt nhau, chứ không có đợi thứ bậc nhận phần, nhận hai phần đến 10 phần cũng có. Nghĩa là khi nhận một thì có tất cả đó. Vì vậy mà nói nhất địa cũng tức như cái địa phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp. Mà cái tánh giác đó nó không phải là hình sắc, nó không phải là cái tâm suy nghĩ, cũng không phải là những cái hành động tạo nghiệp đó. Chỗ này nói cho quý vị thấy chúng ta là người mê muội đáng thương. Ngay nơi mình, quý vị thấy chúng ta nhìn nhận mình là cái gì? Nhìn nhận mình là cái thân xác thịt này, phải không? Là mình. Để nhìn nhận cái gì nữa? Nhìn nhận cái tâm suy nghĩ hơi thua phải quấy là mình, phải không? Bên hình thức thể khác thì lấy cái xác thịt, thân xác thịt làm mình. Còn bên tinh thần thì lấy cái suy nghĩ làm mình, phải không? Chúng ta đang mắc kẹt ở chỗ đó. Nhưng mà cái thân xác thịt này quý vị có giữ nó được ngàn năm không? Hay tới đâu rồi nó nát? Nghĩa là trên con đường đi đó, nó cứ nát từ từ, nó hoại từ từ, phải không? Cái thân xác thịt là cái sẽ bại hoại. Vậy mà chúng ta cứ ngỡ nó là mình, rồi khi tắt thở rồi thì mình sao? Tôi nói cho quý vị thấy cái đã thật. Khi chúng ta còn sống, còn hơi thở, còn ấm, thì thân này nó còn tương đối dễ coi. Nhưng mà khi chúng ta tắt thở, hơi ấm nó mất rồi thì nó ra cái gì? Nó ra cái gì? Giả sử người nào quý thương nhiều, thật là nhiều, mà họ tắt thở từng vài chục tiếng đồng hồ thì lúc đó có dám lại ngồi gần, có dám nằm chung không? Dám không? Thì như vậy tại sao thân này là mình, thân kia là người? Mình thấy nó thiệt, thiệt mà sao hồi còn hoạt động thì rất ân gần, còn hồi nó xui xỉ đó cái không nhất được tới, mà lại có nhiều người mỗi bản thân đó, nó thì ma hả? Rồi cướp, rồi sợ. Như vậy, cái đó là cái quý, là cái thiệt, thì trước sau cũng là quý, trước sau cũng là thiệt. Mà tại sao phút giây này nó là quý, mà phút giây khác nó lại là thiệt, là không ra gì? Bây giờ có người nào mà họ đủ tư cách là một người sang trọng, đẹp đẽ, ai thấy cũng quý, cũng thương, mà họ tắt thở từng dài hơn, đừng có bỏ vô quan tài,
Chị biết nghe ai đó là gì sao? Thương nữa không? Đi nghiệp thì mình mũi mà đi, phải không? Như vậy là cái gì? Nếu đó là nghiệp, vậy mà bám giờ đó để tranh nơi, tranh đua, giành phá, giành quét. Rồi cái gì mình muốn được mà người khác mà giành đi cái nỗi giận sân si đánh đập nhau khổ vậy. Bây giờ biết rõ hơn thật ra gì, đừng có giận, đừng có phe ai hơn ai thua gì hết. Hiểu như vậy thì mới thấy cái thật. Rồi còn cái tâm, tâm quý vị suy nghĩ là cái tâm đúng 100% là chân lý, hay là chữ quý vị suy nghĩ nửa đúng nửa đạt? Đúng hết rồi. Có nhiều khi không được nửa đúng nửa đạt, mà cái đạt nhiều hơn cái đúng nữa, phải không? Vì vậy mà cái tâm đó cũng không có phải là cái lẽ thật, không phải là chân lý. Bây giờ quý vị thử nghe, ngồi suy nghĩ để tìm có cái suy nghĩ nó đâu, nó là sao, thì tìm được không? Nếu nó thật thì nó ở đâu đó, mình phải thấy, thấy không? Mình phải biết rõ ở chỗ nào nè. Khi chết lên, nó chạy ra suy nghĩ, rồi khi mãi cho nó chùi xuống ở chỗ nào đó, hang ổ nó đâu, nó biết, thì nó có thiệt. Còn giờ quý vị nhìn lại, đường suy nghĩ, chuyện gì nó xấu đó, cái bọn nhớ là tìm ra cái suy nghĩ ở đâu, quý vị tự tìm thì tương lai được không? Ai tự tìm được cái đó tôi phục lắm. Tìm được không? Hai gì nhìn là cái mục tiêu thì nó là cái bóng, cái bóng mà mình đã tưởng nó thật. Như vậy thì một cả ngày chúng ta sống đuổi theo vật chất để nuôi dưỡng cái thân, mà cái thân đó tạo vợ không thật. Rồi chúng ta khoe khôn nó chê dại vân vân đủ thứ, cho đó là tâm mình, cái đó là cái bóng không thật. Như vậy thì chúng ta sống đáng thương không? Sống trong một cái mê lầm thật là đáng thương. Còn cái chân thật đó nó không phải sắc, tức là không phải hình tướng, không phải tâm suy nghĩ, mà cũng không phải là cái mà cái hạnh tạo nghiệp. Thì như vậy cái chân thật đó nó không phải hình sắc, nó không có phải là cái tâm suy nghĩ, mà nó cũng không phải là cái tạo thành nghiệp. Mà nếu anh nhận được cái đó rồi, chỉ trong một cái khải móc tay thì nó đã thành tựu đầy đủ bát vạn môn, tức là 8.000 môn. Như vậy chỉ trong khải móc tay chúng ta đầy đủ 8.000 môn. Sao vậy? Bây giờ cái tâm mà đã cái mà không phải sắc, không phải tâm, không phải hành nghiệp này là cái gì? Quý vị có không? Bây giờ tôi hỏi quý vị cách nhẹ, dễ thật dễ. Hiện giờ tất cả chúng ta có thấy không? Có không? Có nghe không? Cái thấy nghe nó hình dáng sao? Hình dáng sao? Nó không phải hình dáng, không phải hình dáng, tức là không phải sắc. Mà khi thấy, khi nghe đó, có suy nghĩ không? Không có suy nghĩ đó, không phải tâm. Rồi cái thấy, cái nghe có tạo nghiệp chưa? Nó có tạo nghiệp. Ví dụ như giờ, mình thấy người đó đẹp, thấy người kia xấu, thấy đẹp hay xấu là có quyền thấy, chứ đâu có đẹp xấu lộn xộn được. Đẹp là đẹp, xấu là xấu, mà không khởi cái nghĩ người đó đẹp dễ thương, người kia xấu dễ ghét, phải không? Không khởi cái nghĩ đó thì ai cũng thấy, ai cũng biết như nhau đó. Người đó đẹp thì ai cũng thấy là đẹp, người kia xấu anh cũng thấy là xấu, thì cái thấy đồng. Nhưng mà khởi nghĩ ghét thương là khác, phải không? Có người thấy người này đẹp mà người khác là thấy xấu, phải không? Người này dễ thương, người kia là khó thương. Thì như vậy đó, bước qua cái
thấy, mà thấy tức là biết, đều nghe tức là biết, có cái biết không hình tướng và là không sắc, không phải suy nghĩ cho nên phải tâm, mà cũng không tạo nghiệp cho nên không phải thành nghiệp. Nếu ai mà nhận được cái biết đó rồi, chỉ trong cái cải móng tay là đầy đủ tất cả môn, nhanh như là cái cải móng tay, tường dễ quá, thấy không? Mà cái đó sẵn, cái ba cái ở đâu đến đến rồi sát na diệt trước tam kỳ nghiệp, chỉ trong một chốc lát thôi, một chốc lát là diệt hết nghiệp trong tam a kỳ đó, tức là ba cái a tam kỳ kiến, tức là ba cái vô số kiến nghiệp tạo trong ba vô số kiến, chỉ cải móng tay đây hết trơn. Thảnh thơi là sao mà không có trình tự? Tại sao vậy? Bởi vì nghiệp nó có từ đâu? Bởi vì nó có từ cái tâm mà mình phân biệt tốt xấu hơn thua đó. Nếu tốt thì mình mến, xấu thì mình không đưa, mà có mến có không đưa thì có tạo nghiệp. Vì vậy mà còn cái tâm mà không phải sắc, không phải tâm, không phải hành nghiệp đó, cái biết không phải sắc, không phải tâm, không phải hành nghiệp, thì cái biết đó nó không có vướng nhấp gì với cái biết đó hết. Bởi vậy cho nên ai sống được với nó một phút, một giây thì tất cả nghiệp đều tan biến hết. Cũng như chỉ trong một khải móng tay là được 8 vạn môn, tức là 8 vạn pháp môn. Bởi vậy quý vị nhớ, Đức Phật đưa cành hoa sen lên nhìn tất cả đại chúng, ai cũng ngơ ngác. Tới ngày tai biết, ngày nhận được cái ngàn mỉm cười, thì Phật liền Phật ký chỉ nhìn cái cười đó. Nhưng mà Phật của mình đưa hoa sen lên, quý vị cười chưa? Thấy Phật đưa thì đưa, chứ mình không cùng cười chứ gì hết, phải không? Đó là vì chúng ta không nhận ra được cái mình hiện tiền đang thấy. Chính cái đang thấy, cái đang nghe đó mới thực mình. Còn cái suy nghĩ không thực mình, mà mình lại ngược, bỏ quên cái thực mình mà chạy theo cái ẩn thực. Cho nên ngài thành hội, tức là đệ tử của lục tổ, ngài dùng một ví dụ hết sức là chí lý. Ngài nói như cái gương này, mà khi quý vị nhìn vào gương thấy hình dáng người thì còn nhớ cái gương không? Thấy hình dáng là quên cái gương, phải không? Nghĩa là thấy cái nhớ hình dáng đẹp, hình dáng xấu, hình dáng cắt, đen, dân dân thì không bao giờ nhớ cái gương. Mà chứ không còn hình bóng nào thì cái gương nó mới hoàn toàn trong sáng. Gương hiện trong sáng mà miễn chấp nhận nhìn cái bóng, chú tâm vào cái bóng thì quên gương. Bây giờ chúng ta chú tâm nhớ cái suy nghĩ thì quên cái tâm thể hiện tiền. Chú tâm nhớ cái suy nghĩ thì quên tâm thể hiện tiền. Cho nên đi sâu rồi, quý vị thấy Đức Phật ngày dạy, nếu chúng ta biết phản quan, nhìn lại, đừng chạy theo cái vọng tưởng nặng hết, thì cái tâm thể hiện tiền. Cũng như là không có thì thấy gương rõ ràng, không có thiếu chút nào hết. Mà không phải nói người tu thiền mới vậy, người tu thiền độ cũng giống như vậy. Bởi vì Phật dạy niệm Phật để làm gì? Niệm để diệt cái niệm, phải không? Niệm Phật để quên những cái niệm khác, cứ nhớ nó mua như là Phật hoài, không nhớ chuyện gì, không suy nghĩ cái gì, phải không? Chừng nào nhớ con niệm Phật đó, mãi đi đứng nằm ngồi thì nhớ con niệm Phật không á, thì đó gọi là được nhất niệm. Nhất niệm chính
chưa phải là vô niệm. Rồi thì mà khi khi mà cái niệm đó nó lặng hết hoàn toàn, cái nghĩ suy lặng hết hoàn toàn thì cái câu niệm Phật cũng buông luôn. Thì đó là thiết tâm, hồi nãy là thiết niệm, còn một câu niệm Phật, rồi sau đi tới nhất tâm. Mà nhất tâm tức là vô tâm, là không còn niệm nữa, hay là nhất tâm tức là vô niệm. Mình chừng đó tới nhất tâm thì ông Phật Di Đà mới niệm, phải không? Còn đương niệm nó không có niệm. Thì Phật Di Đà đâu? Chúng ta đánh giá mình niệm ra. Thì như vậy, niệm Phật để dừng, để dứt những cái nghĩ suy, vì cái đó là cái bóng thầm nó nơi mình. Bám giờ cái bóng, tự hài lòng, mà quên cái thật của mình. Người tu thiền thì hay đó, thẳng đó, biết những cái bóng đó là không thiện, buồn, để rồi làm hết, để trở về một cái tâm chân thật của mình. Thì chừng đó gọi là vô niệm. Thì chừng đó thì thấy được pháp thân, thấy được Phật. Như vậy thì pháp tu nghe có khác, nhưng mà đến tướng kính là không hai, đều bị thấy chỗ đó. Vì Phật thương chúng ta mê muội. Thưa quý vị, chúng ta mê muội cái gì? Mê muội chấp cái thân hư giả tạ bợ làm mình thiệt, chấp cái tâm bóng dáng cho tâm mình thiệt, cứ như đó mà bám vào cả đời, chạy được chạy xuôi theo hai cái đó. Bây giờ mình biết cái thân này là duyên hợp hư giả, nhưng mỗi đêm mà quý vị tụng bát nhã nhớ chứng kiến của cuộc chạy không đó, cái thân năng lượng nó không có thiệt, thì mình đã có trí tuệ rốt ráo rồi. Rồi cái tâm lăng xăng đó biết nó là hư vọng, là giả dối, và là vọng tưởng không theo nữa, thì chúng ta buông ngay cái mê lầm đó để thấy được cái chân thật. Mà người nào thân này là giả dối mà tưởng là thiệt, cái tâm vọng tưởng là bóng dáng mà tưởng là tâm mình thiệt, thì người đó phải là người gì? Quý vị xác định hình tương coi, người đó là người gì? Thử nói chắc không chắc nói mà chắc là thấy buồn. Cái thân không thiện mà tưởng thiện là trái là thật rồi, còn cái tâm là bóng dáng mà tưởng là thiện cũng là trái là thật rồi. Và người thấy trắng là đen thì nó được người gì? Người mê, phải không? Thì thưa quý vị, hiện giờ chúng ta si mê nhiều ít, gần như trọn vẹn, ai cũng bị cho hết. Thấy không đúng là thật mà bám cho đó. Cho nên Phật thương chúng sanh vì si mê. Phật thương mình thương cái si mê đó, chứ Phật không thương mình đói, mình rách, mà thương mình cái si mê. Đói rách mình rách làm thì có ăn, thì có mặc, còn cái si mê này không có biết chừng nào hết. Vì vậy mà Phật nói dạy mình tu để được giác ngộ. Nếu mà bây giờ thấy thân này không thiệt, thấy cái niệm, tâm niệm, ở suy nghĩ là bóng dáng không thiệt, thì quý vị gọi người đó là người gì? Người gì? Dễ quá. Người đó là người giác, mấy kia là người mê, bên đây là người giác. Thấy đúng chứ thật, nó là giác ngộ. Như vậy giác ngộ cái hết khổ, còn si mê là còn khổ. Bởi si mê chấp thân này là thiệt, cho nên chúng ta mới dành với nhau tình thần vật chất, phải không? Dành với nhau, người nào được thì khôn, người nào thua thì giải, rồi cứ như vậy mà dành với nhau. Rồi dành nhau tình lời ăn tiếng nói, tình cái nghĩ suy, ai nghĩ cái gì cũng nói cái nghĩ mình đúng. Người khác cãi cái cử, nổi giận sân lên. Và như vậy khổ vì cái đòi hỏi, cái nhu cầu của thân mà giành giật nhau, khổ vì cái phân biệt cho cái nghĩ mình là đúng, cái nghĩ người khác là sai, mà tranh đấu nhau không cùng, vì mê cho nên chúng ta khổ. Bây giờ biết thân này nó không thiệt thì
Thì giả sử mình muốn mua cái cam, cái quýt gì đó, nó đưa vừa ý mình, mình trả giá chưa xong, có người khác lại trả giá cao hơn chút cho họ mua được, mình mất phần, chảy không? Nhiều lần mình thấy chảy rồi, cái phần của mình lẽ ra là mình mua, mình chọn cái đó vừa ý, mà bây giờ người ta lại cướp mất cái phần đó, thì mình tức lên cái cự, đó, rồi mình nói, thế này là đúng, mà người khác nó sai, thì cũng nói chảy lắm. Như vậy thì bám vào cái nhu cầu của vật chất mà tranh giành nhau, bám vào cái suy nghĩ cho mình là chân lý, rồi cãi lộn nhau, tất cả cái khổ đều từ cái đó mà ra. Như vậy mê là khổ, bởi vì học nó chúng sanh đau khổ, nếu còn mê là còn khổ. Mà bây giờ nếu tôi ví dụ, nếu mà quý vị thấy thanh này là không thiện, cái suy nghĩ mình nè không bảo đảm là đúng, nó là hư giả, thì khi quý vị bị ai nói nặng anh này ngu quá hay chị này ngu quá, dạy không? Quý vị dạy không? Mình dạy nói ngu tức phải không? Nhưng mà còn thấy sai sự thật là còn ngu, mê là ngu cái gì, thì cứ chào à, phải tôi ngu vì thân giả tôi tưởng bình thiện, mà nếu mình thân giả tưởng là thiện bị ngu rồi, cái người đó bị ngu đó họ thấy thân thiện là giả cũng thiện đã ăn ngu như tôi hãy không dễ thấy gì đâu bây giờ, thì chúng ta đều là cái bọn ngu mê như thế nào, có gì đâu mình để mà đằng này mình cứ ngỡ mình khôn, cho nên ai nói ngu mình nổi tức lên. Mà mình có khôn thiệt đâu, cái giả mà tưởng mình thiệt mà không, không chỗ nào. Bây giờ mà quý vị thấy như cái hoa, và thuốc về trình bà, những cái hoa trắng, mà có đứa bé nào lại nói cái hoa này đen thui à, quý vị dạy không? Chê cái ngu không? Nó trắng còn là nó đen thì ngu quá. Còn bây giờ thấy giả mà nó kệ thì cái chấm nó. Vậy thôi mà ai cũng khổ, bởi vậy nên Phật nói chúng sanh vì mê mà khổ. Cái mê là cái gốc của nó khổ. Và nếu mình giác rồi thì cười nó không có gì là quan trọng hết. Rồi mình suy nghĩ thế này, rồi nó phải làm thế này mới đúng. Người khác thì ngược lại, nó làm như họ mới đúng. Thì cũng cười chết. Đây là cái nghĩ phóng giác của việc đâu mà đúng sai. Phải không? Rồi bỏ dễ ở còn này mình cứ nói nghĩ mình là chân lý là không khác được, cho nên ai nghĩ khác hay cự, mà trong nhà vợ chồng cãi lộn nhau cũng vì cái bất đồng ý à, phải không? Bất đồng ý cái cãi lộn, cái lộn có khi là khổ nhau nữa. Thì như vậy sẽ thấy trên thế gian chúng ta vì cái mê lầm mà chúng ta đau khổ dồn dập. Một khi chúng ta thức tỉnh rồi, tỉnh giác rồi, mà tỉnh giác với cái mê, quý vị thấy cách bao xa? Thấy thân này là thiệt với thấy thân này là giả, thấy cái tâm suy nghĩ mình là thiệt, thấy cái tâm suy nghĩ là bóng dáng, hai cái đó cách bao xa? Từ cái này đổ tới cái kia đi được bao nhiêu cây số? Rất là dễ. Thấy là thiệt, ủa thân này giả cái đồ, phải không? Cái tâm suy nghĩ cho nó là tâm lý, cái dịch của nó là bóng, đâu có thấy chị nó mất đi, nó là cái bóng. Thì trong cái chớp mắt là mình chuyển được liền, không có khó. Vậy đó mà nó tu vô kiếp thì được, tu sao? Nên mình cứ tu trong cái mê lầm á, thì cứ tụng kinh có phước, niệm Phật có phước, để vậy cứ cầu phước hoài, mà cầu phước để chi? Để cho thân này sau sanh ra tốt hơn bây giờ. Đấy là, nhưng tốt rồi nó cũng thấy quen rồi, nó cũng sống đời không. Rồi cứ vậy đó, cứ tình tu vậy để đề sau hôn đề này chút. Như vậy đó thì chúng ta tu ở trong cái mê lầm, chứ không phải tu trong cái giác ngộ. Mà tu trong mê lầm thì phải trải qua ba yếu số kiếp thành phẩm.
Còn tu cái này ngay lại tập khải mất ba cái chuyện mê thành giác, mà mê là chúng sanh giác là bậc nhất rồi. Phật thì chúng sanh cách bao xa hết, phải không? Vậy là chúng ta cũng tin là giờ cái gì là tin làm như vậy đâu, đưa tay được rồi, tin là chúng sanh chứ không có tin là Phật. Như vậy phải cầu Phật độ gì, Phật độ sao cho nó phải đi đàn này đi đàn kia mà cứ Phật độ. Đó là những cái sai lầm tôi chỉ cho quý vị thấy. Thực ra những cái này ít người dám nói, mà không dám nói thì chúng ta chấp nhận đi trong mê lầm vô kiến. Nếu giờ quý vị thử thấy thân này không thiện, thấy cái tâm suy nghĩ mình không thiện, thì chừng một tuần lễ là quý vị có cải đạo hay không? Đó. Còn nếu thấy thiện thì không bảo đảm, đấy không? Đưa mùi đó mà anh nó trái tay gây thật, nổi giận được tương tình liền. Như vậy thì tham sân si đều gốc từ thấy thân thiện, thấy tâm thiện mà ra. Còn nếu mình thấy thân không thiện, tâm thiện thì nó có tham sân si. Như vậy thì tất cả phiền não ta nó tan biến. Đổi cái nhìn, mà đổi cái nhìn thì quý vị nghĩ bao lâu? Hết sức là dễ, không có gì ngăn trở hết, không nói thời gian, không nói có cái này trước cái trước, không có gì hết. Chỉ cần thay đổi cái nhìn này từ mê thành giác. Giờ quý vị kiểm nghiệm lại coi cái chỗ tôi nói đó có đã thực hiện không. Chịu khó đổi cái thì quý vị từ thấy hai người không thiện, thấy cái tâm suy nghĩ đó là bóng giác không thiện, bao nhiêu đó thì quý vị so với bao nhiêu người khác tu 5 năm 10 năm tụng kinh lại Phật nghĩa là đầu gối chai thôi, mà còn thấy thân thiện với cái tâm suy nghĩ thiện thì hai người người nào hơn? Ông này lại học nhiều tụng kinh nhiều mà đọc tới ông cũng sân, phải không? Còn người này học tụng tụng kinh nhiều Phật mà ta biết cái giả cười cũng cười thôi, ngại tu thôi nè. Như vậy thì quý vị thấy tốn công tích mà kết quả nhiều, thế mà sao chúng ta không chịu làm? Đó là cái điều cụ thể trong phần. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói rằng cái đó nó không phải là sát, không phải là tâm, không phải là hạnh nghiệp, là nhận được cái đó là chỉ trong cái cải móng tay thì đủ hết 84.000 pháp môn rồi, chỉ trong một sát na tức là chốc lát dịch hết tất cả nghiệp, nó dễ như trở bàn tay, nó thảnh thơi nhẹ nhàng. Mà tôi không biết nói sao bà con mình một nhịp nhàng như đó nói thì nghe đang mà sống thì không chịu. Bây giờ quý vị đặt cái chữ tu lại cho tôi nghe coi, tu là sao? Sửa từ từ. Bữa nay dành 10, mai còn 8, 1, còn 9, tôi thì ba vô số kiếp nữa hết. Còn tôi này là chuyển từ mê chuyển thành gia, chuyển cái màu này. Thì như vậy cái chuyển là nó mau, mà cái sửa từ từ nó rất là chậm. Cho nên người tôi có chỗ Phật nói tôi ba vô số kiếp mới thành Phật, thì chỗ thì Phật nói trả bàn tay, nhanh như trở bàn tay. Đó là hai cái để cho quý vị thấy cái siêu thoát của người tu mà được đốn ngộ. Nhất kiếp số cứu phi số cứu, giữ vô linh giác ngà giao thiện. Tất cả những cái câu nói, những cái lời, những cái số đều không phải là thiện. Vì sao nó không phải thiện? Vì cùng với cái linh giác của mình nó không biết giác gì hết. Bây giờ chúng ta tu thì cứ nghĩ phải thuộc lòng cái này, phải thuộc lòng cái kia, nhưng mà tất cả những cái văn tự, những cái câu số gì đó nó đều là không thiệt hết, vì nó không phải là cái linh giác của mình. Đối với linh giác của mình thì nó sẵn sàng không có ngôn ngữ, không có câu lời gì hết, bất khả quỷ, bất khả tái,
hay cái linh giác của mình đó không thể hủy hoại được và cũng không cần tán thán nó. Tại sao? Vì cái thể đó như là hư không, không có bờ mé. Như khi nãy tôi nói, cái quý vị thấy được mọi người, cái gì quý vị nghe được tất cả tiếng, cái thầy nghe thấy đó tướng mạo sạch. Con mắt thì có tướng mạo, lỗ tai có tướng mạo, nhưng cái thầy thấy thầy nghe đó tướng mạo sạch. Cho nên cái nói thể nó giống như không, không có tướng mạo, mà có nghe có thấy không, có nghe thấy rõ ràng, mà hỏi tướng mạo sao không nói được, phải không? Đó, mình có cái vậy mà không có tướng, không có tướng mạo thì nó có cái gì phá hoại nó được. Có tướng mạo thì bị vô tượng, phải không? Mà nó không tướng mạo là không vô tượng. Thì chỗ này tôi nhắc lại lục tổ Bệ Na, ngày chủ trương vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi bộ. Vô niệm tức là tâm mình không giới khởi nghĩ suy, thì đó là vô niệm. Mà cái không nghĩ suy đó là nó không có tướng, cho nên gọi là vô tướng vi thể. Nó không có tướng mà cái thể nó trùng cấp, đúng không? Rồi vô trụ là không vướng mắc với sao trần, thì cái đó là cái chủ trương mà lục tổ đã giác ngộ được. Ngài chỉ cho mình ở đây thì chư vị giác cũng ngộ được cái chỗ đó, cho nên ngài nói rằng cái đó không thể khen, không thể chê gì hết á. Vì sao? Vì cái thể nó giống như không, không có ngàn né. Bây giờ tôi nhắc một lần nữa cho quý vị thấy cái quý của người tu. Khi mà quý vị nghĩ suy, thanh tìm lại nghĩ suy không có, phải không? Nó mất. Còn khi quý vị không nghĩ suy gì hết, mà hằng biết, như khi nãy giờ tôi nói ở mắt, ở tai, cộng giờ nói ngay ở nội tâm mình, khi mình không nghĩ suy, mà lúc đó mình có biết không? Thì cái biết mà không nghĩ suy đó, nó không có giới hạn, nó không có giới hạn. Vì nếu nó có giới hạn thì nó phải có hình tướng, mà nó không hình tướng là không giới hạn. Cho nên cái thể nó giống như không, không có bờ mé. Bất ly như xứ thường cảm, không rời ngay cái chỗ này mà nó thường vặn vẽ. Như vậy thì quý vị ai có cái đó không? Chắc là ai cũng có hết, phải không? Ai cũng có cái hiện tiền đầy đủ mà không chịu biết, có mà không biết. Thì giờ tôi nói ví dụ như ông cha, ông già, ông chia cho 5-10 người con, ông giàu quá, mỗi đứa thì một mũ vàng hay là một hòn ngọc quý. Thì ông nghĩ rằng một cái mũ vàng hoặc hạt hòn ngọc đó nó đủ sống cả gia đình đó rồi. Ông chia xong xuôi hết, mà ông sợ con còn nhỏ, đưa nó không biết xài, rồi nó làm mất mát tội nghiệp, cái ông chôn cái chỗ góc cột này, góc cột kia, mỗi chỗ đó, đây là thằng A ở góc cột này, thằng B góc cột này, với nhau ông chỉ cho nó hết rồi. Cái thì coi như ông yên lòng, nhưng bây giờ ông bệnh thì mấy đứa nhỏ lại hỏi giờ bác dịch của con ở đâu, thì chỉ chỗ đó đó. Nhưng mà đời mấy đứa lớn là biết tôi bươi ra nó lấy, rồi mấy đứa nhỏ quá nó không biết, nữa quên luôn, cái thấy anh chị nó giàu quá mà nó không có gì hết, buồn nó khổ, trách ba trách má, sao không có gì của cho nó. Thì quý vị thấy những đứa chia rồi chỉ chỗ mà nó không chịu lấy, rồi nó buồn nó trách, thì ông cha sẽ nói sao? Tụi con có sẵn mà, thấy không? Sẵn bằng mà không lấy thì đó là tại tụi con chứ cha nó chia rồi, đừng có cờ dại như thế, thấy không? Thương rầy vì nó cờ dại, cho nên nó sáng xuống nó bươn lên lấy,
Bây giờ tất cả chúng ta mặc thương chúng ta sao? Thương chúng ta sao? Chúng ta si mê, chúng ta khờ dại quá. Chỉ ngoài có cái đó, ta có cái đó, bây giờ ta lấy ra được, dùng được nó thì ta được giác ngộ, giải thoát thanh tử. Bởi vì cái đó không là tướng, mà làm sao mà chết sống, phải không? Thì là giải thoát thanh tử. Mình nhận được cái đó là giác, từ giác ngộ mà mình giải thoát thanh tử. Con này chỉ cho không chịu, cứ bám vào cái thân tạm bỡ, bám vào cái vọng tưởng hư dối, hai cái đó là mình qua thì chừng nào mà giác ngộ, chừng nào mà giải thoát. Như vậy thì quý vị có khả năng giải thoát không? Có khả năng giác ngộ không? Ai có, mà sao không chịu giác à? Có là để đó, để sự qua biến lại, không chịu giác. Chúng ta có cái đó, tại sao chúng ta không giác? Bởi vậy nên Ngài nhắc, bất ly đương xứ thường đạm nhiên, nó hiện về đây, không có giác lúc nào hết, không biết sống lúc nào hết. Nếu tiếng kia quân bất khả kiến, nếu mà ông còn muốn tìm nó, không bao giờ thấy, thì nó đâu có tức mà, chỉ lặng hết cho vọng tưởng thì nó hiện ra. Nếu giờ tìm ra cái đánh giác mình ở chỗ nào, thì càng tìm, nó càng mất. Bởi sao vậy? Thì đánh giác là mình. Bây giờ mình tìm nó, thì nó là bật cái ngoài rồi. Cho nên tìm thì không thấy được. Nên những cái lời này, hết sức là chân thành, mà rất là cứu kính, chúng ta nghe, ráng tìm hiểu và nhận cho sâu. Thủ bất đắc, xã bất đắc, bất khả đắc trung, chỉ ma đắc, mạng thời thuyết, thuyết thời mạng. Đại trí ngôn tha vô bất đắc, này, cái chân thật đó, mình giữ cũng không được, mà bỏ cũng không được. Nói giờ tôi được bỏ sánh giá cho đi, bỏ được không? Nó sẵn của mình, còn mình là còn nó, bỏ được. Bây giờ nói tôi giữ nó, là khác giữ. Cho nên cái này bỏ không được, thì giữ không được, thì nó thường ăn. Bất cả đất trung chỉ mà đất, cái trong chỗ mà không thể được đó, chỉ thế mà được. Chỉ thế là sao? Buông hết vọng tưởng thì nó hiện ra. Nên là đừng đại ra vọng tưởng thì nó hiện. Không có gì lạ hết. Như vậy thì Ngài chỉ tổng cùng cái chân thật ai cũng có, mà muốn thấy được chân thật thì chỉ buông cái lăng xăng lộn xộn đó thì cái chân thật hiện. Bây giờ quý vị thử can đảm như đi đoạn đường cây số mà quý vị đang cấm trong cây số này không cho nghĩ cái gì hết, quý vị biết đường đi không? Biết không? Thì ai dẫn đường mình đi? Không suy nghĩ thì nó như không có tâm rồi, nhưng mà thiệt là mình biết, mình thấy rõ ràng đi, đều là cái gì thấy chân thật nó bị tiền, chứ đâu phải đợi có suy nghĩ mới biết được đi. Vậy nên mình chấp nhận suy nghĩ, không chấp nhận cái kia. Đó là cái điều hết sức là đáng buồn. Mặt thời thiếu, biết thời mặt, đại trí môn thai vô cũng tắc. Đó là khi im lặng, đó là nói. Khi nói tức là im lặng. Như nãy giờ tôi nói ồn ào, nói cái gì, quý vị biết không? Tôi nói cái im lặng, quý vị đó. Phải không? Còn thì quý vị nhiều khi nói tôi thì chân lý gì gì đó, nói ồn ào mà chân lý nào hết. Cho nên nói mà không nói, không nói mà nói. Đại trí môn khai môn đắc, tức là cái bố thí lớn này mở cửa cái không có đóng, không có bế lúc nào hết ấy. Cái cửa đại trí mở khóa mở rộng không có đóng, không biết, mà người nhận được, người hiểu được thì đã ít. Đây mình nói thêm, thủ nhân vấn ngã giải hà tâm báo đạo ma ha bát nhã lực. Nếu có ai mà hỏi ta hiểu cái tâm gì thì ta sẽ trả lời rằng đó là ma ha bát nhã, cái sức của ma ha bát nhã, tức là cái sức của trí tuệ bát nhã. Phải không? Bây giờ quý vị có ai không thuộc kinh bát nhã không?
xốp tụ kinh Bát Nhã. Còn hiện tụ kinh Bát Nhã thì mở đầu vô thì chiêu kiếp của quận về không thế không mai giờ có không chưa. Bây giờ nếu nói cho thế gian thì quý vị chiêu kiếp của quận gia thượng đều có hết sẽ chứ không không thế không mà năm được cái không thiện thiện cho nên Phật nói thật không mà mình giờ mình đã thấy có là nó đánh ngược với cái gì Phật nói hết. Còn ngày bây giờ phải ngày hết với ngày tu với cái tâm gì không hiểu cái tâm nào thì ngài nói ta hiểu được cái tâm Bát Nhã đó, cái sức của Bát Nhã mà ta thấy được như vậy thì Bát Nhã là trí tuệ thấy đúng sự thật. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thiết nghịch hành, cái chỗ khác là hạnh, nghịch hạnh thuận hạnh chuyên mặt cắt. Cái khi người mình nhận được cái trí tuệ Bát Nhã tổng cùng đó rồi thì hoặc là phải hoặc là quấy, người đời họ không biết, không thể nào biết nổi. Có khi làm cái hạnh nghịch, có khi làm hạnh thuận, và chư tiên cũng không có lường nổi. Bởi vì khi các vị tổ sư thống điệp cái lý này rồi thì các ngài có khi nói những lời rất là hiền từ, có khi nói những cái lời rất là thô tháo, nó nghịch thuận đủ hết. Ví dụ như là các thiền sư hồi xưa, ngài Đức Sơn, ai hỏi thế nào là Phật, ông đọc cho một cái bút bằng gậy, dễ chịu không? Như vậy đó là thương mình, nó ghét mình. Còn như những gì thiền sư khác thì hỏi thế nào là Phật thì như bạn không nói câu nào trên. Thì như vậy mình thấy như là các ngài không có thương truyền đạo gì lạ đời. Như vậy hỏi thế nào là Phật, Phật là cái sẵn hay thấy hay nghe của chính mình. Còn hỏi cái gì, vừa hỏi thế nào là Phật là cắt nghĩa Phật thế này thế kia là đi xa. Cho nên đánh cái chuyện mình là cái mình biết hỏi, cái mình thấy đó. Như gì mình chỉ là tượng lại mình trong này. Còn hỏi thế nào là Phật cũng mở yên lặng. Yên lặng tức là gì? Cái đó vừa mở miệng nói là rồi thì khi trở về chúng là cái gì hết. Như vậy thì các ngài có làm hành động này, hành động khác, tuy là nó thuận, nó nghịch đủ hết, nhưng mà đều không có ngoài cái trí tuệ Bát Nhã các ngài muốn chỉ chỗ chân thật cho chúng ta. Đây thì ngài nói Ngô Tạo Tằng Kinh Đa Thí Chu Bất Thị Đắc Nhàn Tương Quốc Hoặc Kiếm Pháp Trà Lập Tâm Chỉ Minh Minh Thật Sắc Tạo Khê Thị. Đây ngài nói tôi tạo là sống, tàn là tình, tôi đã sống tình có nhiều kiếp tu, bởi nhiều kiếp tu cho nên bây giờ nghe mới nhận được. Như vậy thì cái nhận cái điều của tôi đó là cái lẽ tình, chứ không phải khi rảnh ra mà nói gạt nhau, cái đường gạt nhau, không phải là đem cái lời thường để dối gạt quý vị đâu. Đó là cái duyên tốt của tôi, xưa đã từng tu nhiều kiếp cho nên bây giờ nghe thấy tôi nhận được, bởi nhận được cho nên đem chỉ dạy cho quý vị, chứ không phải tôi nói lừa nói gạt quý vị đâu. Thì kiếm pháp tràng tức là lập, dựng lập pháp tràng, dựng pháp tràng lập tâm chỉ tức là lập cái đường lối tu. Minh minh Phật sắc tạo thế thị, rõ ràng Đức Phật sắc là bảo, là ra lệnh cho ngài tập kê tức là thượng tổ Huệ Năng. Như vậy thì cái đường lối tu thiền này của ngài Quỳ Giác tức là thiền tông này, đó là cái đường lối của lục tổ Huệ Năng đi đúng như cái hướng của Phật đã chỉ dạy. Đệ nhất
ca diếp vũ truyền tăng nhị thập bát đại tây thiên ký pháp đông lưu nhập thử độ bồ đề đạt ma vi sơ tổ lục đại truyền y thiên hạ văn hậu nhân đắc đạo hà cùng số, tức là từ Phật chỉ cho Tổ Huệ Năng ở Tập Kê. Bây giờ kể lại cái con đường truyền bá thiền tông này, người thứ nhất là Tổ Ca Diếp. Trong thời Đức Phật còn tại thế, ngài ngộ ở trong hội tại Linh Sơn. Và người thứ hai hay là 26 vị tổ ở Ấn Độ đều có ghi rõ. Còn nói khi mà cái pháp thiền truyền qua Đông Độ, tức là Trung Quốc, thì khi vào Trung Quốc rồi thì vị đầu tiên là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, vì ngài là người Ấn sang Trung Hoa truyền thiền ban đầu. Rồi tiếp tục cho đó 6 đời truyền đi thì ai cũng được biết hết. Người sau này hậu nhân đắc đạo hà cùng số, người sau này ngộ được cái đạo lý này, số tính không thể kể hết, không thể kể hết được số đó. Đó thì cái đạo này dễ nói chuyện sử. Chân bất lập phòng cũng không, hữu vô câu kiểm bất không công, nhị thập không ngôn nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự động. Thì cái việc làm này, cái đạo lý này là cái đạo lý không có lập cái chân hay là cái vọng. Tại sao? Bởi vì ở thế gian chúng ta nói cái gì, làm cái gì thì nằm ở trong cái đối đãi. Có phải, có quấy, có tốt, có xấu, luôn luôn là đối đãi. Hoặc là trắng, hoặc là đen, hoặc là ngày, hoặc là đêm, hoặc là nam, hoặc là nữ, tất cả đều đối đãi. Mà cái gì đối đãi thì cái đó đều không thiện. Cho nên ở đây ngài nói cái chân cũng không lập, mà cái giọng đúng là không. Có và không đều dẹp hết. Nó không cái không không nữa. Trong 22 cái môn không đó đều không vướng mắc. Một tánh Như Lai thể tự đồng, đối với chỉ còn có một cái tánh Phật có thể đồng như vậy thôi. Thì trong 22 cái không thì trong đây nói là nội không, ngoại không, vân vân, không rất là đầy đủ. 20 cái không thì trong đây nói 20 cái không, và trong cái kinh Bát Nhã nói rõ thì chúng ta không hơi đâu mà kể cho hết. Thì thường thường chúng ta hay nói nội không, ngoại không là những cái chuyện ở trong, ở ngoài, được tiếp nữa là nội ngoại không vân vân. Như vậy thì cái thể chân thật đó không nói là chân, không nói là vọng, không nói là có, không nói là không, tất cả những cái đó đều diệt hết. Vì sao? Vì tánh Như Lai cái thể tự độc, không phải là một bên, không phải là bên này bên kia. Bởi vậy cho tôi thấy cái chỗ đặc biệt mà Tổ Huệ Năng ngài truyền bá lần đầu tiên, tức là kể lại câu chuyện khi mà ngài ôm đi bác để trốn từ phương Nam, thì có một đoàn tăng đuổi theo để giữ lại. Thì người đi đầu là Thượng Tọa Minh. Khi ông tới rồi thì tỏ biết người ta đuổi theo kịp, ngài để đi bác của ngài bằng thạch, ngài vô trong buổi lùm bên trong ngài trốn. Thì ông tới thấy đi bác phải hiện rồi, lại ôm dở lên dở nổi, thì đi biết rằng đây là cái mầu nhiệm của đạo, không phải là cái người vô
phước vô đức mà có thể nhận được. Cho nên Ngài quý phục, cho nên ông mới tuyên bố rằng tôi tới đây là cầu pháp chứ không phải người dành y. Bác thì nghe thấy cầu pháp phải tỏ trong này ra. Cho nên nếu ông thực tâm cầu pháp thì đứng im lặng cho lâu, ta sẽ nói cho. Ông đứng im lặng cho lâu thì tỏ bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản tay thì phục được tỏ minh ngay đó cầu hộ liền. Bây giờ tôi lặp lại thì quý vị có ngộ không nghe? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản tay dự phục của tất cả quý vị? Thì ruột thì cái này có gì lạ đâu. Nghĩa là còn nghĩ thiện, còn nghĩ ác là hai bên buông tất cả các hai bên, đó là cái mặt thật kiếm đó. Cái chân thật muôn đời của mình nó có sẵn, mà vậy tại sao cái nghĩ hai bên nó là mất tiêu? Bây giờ quý vị ngồi lại hỏi bàn chuyện với nhau là bàn cái gì? Bàn cái hay, cái dở, cái phải, cái quét, mở miệng ra là hai bên, phải không? Mà không có hai bên thì cái chân thật kiếm đi dễ quá ư là dễ, phải không? Không có trèo non lội suối gì hết à, chỉ buông cái hai bên cái việc quý vị thấy được cái mặt thật cuộc đời của mình, mặt thật cuộc đời thì có phong cách của mình ngay cái đó cho cái đầu xa hết trơn. Như vậy thì tu này nhanh mà dễ, phải không? Vừa nhanh mà vừa dễ, không chịu làm thì tôi muốn nói sao? Đâu phải cái chuyện mà gắn 1000 cái khối đá đeo lên ngọn núi liền lẫm nổi nặng nhọc quá. Thế nên chỉ buông cái này, buông cái chân hai bên đó, buông chân hai bên thì quý vị thành thánh mất rồi. Nhưng cái chân hai bên buông quá vậy? Đâu có gì đó. Đâu có ai nói nếu buông cái đó là ở tù. Sau đó buông cái việc như vậy, như hai người ngồi lại nói chuyện, nói là câu chuyện nó xảy ra như vậy, nó thấy không? Thì phải, có biết. Thì cứ vậy mà cả ngày chúng ta đối đáp qua lại trong cái hai bên không. Bây giờ nói gì mình cười, học có hai bên, mà học bên hai bên thì ta nói mình sao? Khùng, điên rồi, không biết phải nói gì hết. Nhưng mà không biết ai điên, không biết ai điên thì thôi, thì ta cứ nói mình điên cũng cười nó điên thì cứ điên. Bởi vì ở đời cái khó tu không phải là cái việc làm khó, mà phải cái tập quán với tại cái nếp sống của con người ở đời đã quen như vậy, mình khác hơn cái gì họ chịu. Bởi vậy chi tổ hồi xưa khi tới chỗ đó rồi nó nhìn ngay như con đó, ta tưởng như người khu người giải mà sự thật đó là thánh, còn mình khôn đó thì phạm tiêu, càng khôn càng lăng thì càng phạm một hơn nữa, phải không? Càng tạo tội lỗi nhiều hơn chứ không phải hay gì đâu. Bởi vậy cho nên không có mắc kẹt bên hai bên, mà không mắc kẹt hai bên cho nên không có cái gì là thực đối đãi hết. Đây dạy thêm tâm địa căn pháp địa trần lưỡng đúng do như kiếp lưỡng nhân ngân cấu tận địa quan thị địa tâm phá song vân tánh tích chân. Tâm là chỉ cái tâm suy nghĩ của mình á, rồi căn cái tâm suy nghĩ nó không phát hiện ra hay là xuất phát ra từ các cái căn à, tâm thị căn à, cái tâm nó phát ra từ các cái căn như lỗ tai nghe, nghe tiếng rồi suy nghĩ tiếng đó nghe mình chê mình thì cái đó là tâm nó phát ra từ căn, từ
trần, nếu mà cái pháp của ngài như là sắc thanh hương vị xúc pháp đó, là cái ngoài nó thuộc về trần, lưỡng dụng do như chiếm được ăn. Hai cái này giống như là cái bụi ở trên mặt gương. Như vậy gương nguyên nó là trong và sáng, phải không? Mà cứ bụi nó dồn dập, nó lấp lên trên mặt thì gương còn trong còn sáng không? Thì chúng ta ngày nay cứ căng trần tiếp xúc được hướng mắt thì cứ thấy cái người xấu, cái người gì xấu quá, thấy người gì đẹp quá, nghe khen chê vậy thì mỗi lần khen chê đó là một lần lóc bụi trên mặt gương của mình. Bây giờ quý vị thấy bụi trên mặt gương mình dày hay là mỏng, dày cỡ nào, mấy tấc, bởi vậy thế nên nó tối mờ, nó không có sáng được, bởi vì thấy cái gì dính cái đấy à. Bởi vậy quý vị nhớ được đó, nó ở đâu nào? Bất tinh trụ sắc sanh tâm, bất tinh trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, tinh vô sở trụ sanh thị tâm. Muốn phát tâm vô thượng bồ đề đó thì đừng vướng mắc với sắc, với thanh, với hương, với vị, với xuất, với pháp, thì ngay đó là được tổ hộ liền. Đâu ngờ tám người hôm nay thanh tịnh, còn mình nghe câu đó thì mấy con người làm mà không hộ gì hết. Là tại sao vậy? Bởi vì nghe thì nghe mà cứ còn vướng mắc ở sáu trần, mà muốn hết vướng mắc sáu trần thì phải thấy sáu trần là không thiện, rồi sáu căn không thiện thì còn gì vướng mắc. Là tại mình thấy trần thiện, căn thiện thì vướng mắc quá. Quý vị thấy rõ không? Bởi vậy cho nên bát nhã và chúng ta phải nhìn thấy đường tận những cái đó là không thiện, mà không thiện rồi thì hết vướng mắc, hưởng không vướng mắc nữa thì tâm mình hoàn toàn trong sáng, giống như cái gương không có bụi. Nhưng bây giờ tôi thấy là gương của chúng ta bây giờ mỗi ngày lấp thêm lớp, ngày lấp thêm lớp bụi, lấp hoài cho tới cái mắt không biết chừng mấy chục lớp, mấy ngàn lớp, thấy không? Bởi vậy nên rồi tối tâm đời này, tối tâm đời khác, không có giờ sáng, đó là vì cái vướng mắc của chúng ta. Bởi vậy trên đây mới nói ngân cấu tự tận trừ quan kỷ địa tâm pháp sau con tánh tư chân, nghĩa là cái nhơ bệnh ở trên mặt gương á, nó phủ che ánh sáng mà mình lao hết rồi chả sát hiện ra cái gì hết. Còn tâm mình tức là tâm phân biệt hơn thua hết và pháp trần ở ngoài, mình đừng có dính, hai cái không dính nhau thì cái tánh chân hiện ra rõ ràng, hai cái không dính nhau thì hiện rõ ràng. Bây giờ quý vị thử thí nghiệm, mình tu không bao giờ còn thiền mới tu, mà giờ đi ra ngoài có thể cũng tu được. Như bây giờ ra ngoài đi ra chợ, thấy người qua lại, thấy mua bán đủ thứ hết, mà thấy cái gì thì thấy, không chú tâm vào cái gì, thì quý vị đi giá một vòng chợ trở về hỏi anh hay là chị đi chợ thấy cái gì, trả lời chồng tôi không thấy gì hết, đâu có không thấy, thấy mà không chú tâm, không chú tâm thì nó không vướng, không mắc, không vướng mắt thì thấy như không thấy, mà thấy như không thấy thì về đâu có suy gẫm gì về cái chuyện gì đó. Còn này mình đi đâu thấy đó, thấy có hoa đẹp cũng khen à, có hoa đẹp quá, rồi có thể thấy cái người nào làm gì là làm cũng nhớ, bây giờ lại đi chợ thấy gì đó, tôi thấy hoa rất là đẹp, tôi thấy người đó cãi lộn nhau gì đó, thật ra cái thấy cái vướng trong này rồi, phải không? Nó vướng nó mắt ở trong này, mà nó vướng mắt thì tức là nó làm bụi rồi, che lấp tâm mình. Rồi nếu mình làm thấy mà không có vướng mắt thì không có bụi, nó vẫn trong vẫn sáng, chứ đâu phải mù mà không vướng mắt.
chế, khứ thánh, vỉa hè tà kiếp thâm, ma đường pháp nhược đa quan hại, văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hạnh bất diệt trừ như hỏa đói. Đây là than, than ơi, cái đời mạt pháp, cái thời án, chúng sanh phước thì mỏng, nên đây khó mà điều phục được. Cách Phật xa, xa vời, cho nên cái tà kiếp sâu đậm. Ma thì mạnh, pháp thì yếu, nên nhiều cái quá ngại. Nghe nói cái môn đốn giáo của Như Lai, hạnh tức là thù ghét, nếu mà không diệt trừ được, như ngói, như gạch, đập nát á, như ngói như gạch á, thì không có vừa lòng. Vì vậy mà nếu mà có thể nói trong cái thời này mà chúng tôi giải như vậy, có nhiều người mà chịu không? Nhiều người không bằng lòng, đặc biệt những người chưa biết tu không bằng lòng, kể cả người biết tu không bằng lòng nữa, nói cái gì mà dễ quá. Và cái tu bao nhiêu số kiếp mà ông này ông nói cái tu thì có như trở bàn tay, phải không? Là nó nói đó là tà đạo rồi đó. Vì vậy mà đáng buồn cho cái thời của mình nó là như vậy. Cho nên những người đó phải muốn dẹp, muốn phá cho hết những cái tinh thần đốn giáo này. Ta tại tâm, tương tại thân, bất cơ quan tố cánh vô nhân, bất dục, dục đắc bất chiêu mô giá nghiệp, mà bán Như Lai tánh pháp luân. Ta tại tâm, mình khởi niệm ghét cho nên mình mới làm. Ương tại thân thì mắc quả ở thân. Tâm mình khởi niệm ác, rồi cái thân mình phải chịu cái quả. Bất tu quan tố thánh tu nhân, không có nên, không cần mà đổ thừa, đổ thừa kẻ này kẻ kia, nói người này người kia, hay là nói qua cho người. Cái chuyện đó là tại mình làm, mình chịu, chứ không phải ai làm. Nếu muốn được không chuốc cái nghiệp vô giá này, nghiệp vô giá tức là nghiệp mà đó thì một vô giá thì chớ nên chê bai cái chánh pháp của Đức Như Lai. Đó là ngài chỉ cái số người trong thời mạt pháp này không tin được cái pháp môn đốn giáo, cho nên rồi họ lại trở thành chống đối, trở thành muốn tiêu diệt, thì đó là cái chuốc quả địa ngục vô giá. Cho nên họ mới chê bai cái pháp luân của Phật, hay là cái pháp môn đốn giáo của Phật. Chiên đàn lâm vô tạp thụ, quốc mật xâm trầm sư tử trú, cảnh tỉnh lâm nhàn độc tự du, tẩu thuốc phi cầm giai việt cứ. Đây là nói là trong cái rừng cây chiên đàn, nó không có những cái cây lẫn lộn khác. Quốc mặt xâm trầm suy tử trú, tức là nó sâu kín các cái loại sư tử ẩn ở trong đó. Cảnh tịnh lâm nhằn độc tự ghi, trong cái cảnh lặng lẽ yên ổn đó, chỉ riêng tự thở, tự du tự dạo đi. Tẩu thú phi cầm giai vĩ cứ, tức là các cái loài chim chóc hay là các cái loài thú cọ beo vân vân, nó đều chạy đi hết. Thì đây là ngài muốn diễn tả lại cái pháp đốn giáo này như là cái rừng thiên đà, nó không có cái gì lẫn lộn được, không sống chung được, mà trong đó chỉ có hàng sư tử ở mới thích, mà các chúng tôi sư tử ở trong đó rồi nó đi tới luôn, nó tự tại. Còn các loài chim chóc hay là các loài thú khác nó chạy đi mất, nó ở để diễn đạt rằng cái người lãnh hội được cái pháp môn đốn giáo này thật là như con sư tử ở trong vườn chim đàn này, các cái loài khác nó không có đến được.
diễn tả cái khó mà nhận được thì nó rất quý, nhưng mà những người khác không chấp nhận. Sư Tử Di chứng tùy hậu tam tế địa nan đại hào hóng nhược thị giả ca trục pháp vương bất niên yêu quái tư khai khẩu. Ngài nói nếu là con sư tử con á thì nó sẽ theo sư tử cha, sư tử mẹ. Khi mới có 3 tuổi nó sống cũng là đóng tiếng sư tử chứ không có đóng tiếng gì khác. Còn nếu là đại giả ca mà có theo sư tử thì dầu cho trăm năm đi nữa nó có rống lên cái tiếng thì cái tiếng đó cũng là cái tiếng quái gở thôi, cho nên học có đúng tiếng sư tử. Đó là để nói rằng ai có cái dục tỉ sâu về tinh thần đốn giáo hay là thiền tông thì người đó mới có thể đến được, dù cái thời gian ngắn thời gian ít mà họ có cái chủng tử đó rồi họ cũng có thể làm được cái chuyện của những vị tu hành lâu chỉ dài. Và nếu mà những người không có chủng tử đó hay là cái tâm trí yếu hèn hèn thì không có thể nào bắt chước được. Nếu bắt chước thì cũng là cái gượng gạo, là quái gở thôi chứ không có đi tới đâu. Viên đốn giáo bậc nhân tình hữu nghi bất quyết trực tu tranh bất tỷ sanh tam sinh nhân ngã, tu hành cũng là lạc đoạn trường khanh. Cái giáo lý viên đốn này nó không có hợp, không có thích ứng với cái tình người. Nếu mà cái gì nghi không có giải quyết được thì phải tranh luận cho nó rõ ra, chứ đừng có ôm ấp. Bất thị sơn tan sanh nhân ngã, không phải sơn tan tức là thầy núi này mà có cái nhân ngã cho là cái pháp tu mình là cao, pháp tu của người khác thấp, không phải vậy. Chỉ làm sao muốn nói cho người ta biết cái giá trị của đạo thôi. Tu hành cũng là đoạn đường khác, bởi vì sợ nghe những người tu hành mà họ sẽ rơi vào cái đoạn, cái hầm đoạn và đường đó, cái hầm đoạn và đường, hoặc là bên này là dứt, bên kia là tròn, bên này là ngắn, bên kia là dài, vân vân. Đừng có để cho người tu phải rơi vào hai bên. Phi bất phi, thị bất thị, sai di hào ly, thách thiên lý, thị tắc long nữ đốt thành Phật, phi tắc hiện tinh sanh hàm trụy. Cái này nó phải quấy, nó cũng chẳng quấy, phải cũng chẳng phải. Nếu sai thì trong một cái hào ly tơ tóc thôi thì nó cách xa nó ngàn dặm. Tại sao vậy? Bởi vì cái chỗ này là cái chỗ rất là chí lý, rất là thiết yếu, mà mình nhìn mình ngó nó với cái đôi mắt đối đãi thì sai một chút nó đã lầm rồi. Thì tức là đúng là thì như bà Long Nữ ở trong Kinh Pháp Hoa, ngài chỉ trong một phút giây thì ngài chỉ diệt thành Phật. Còn phi tức là sai thì anh chỉ diệt theo thiện tinh cũng bị đọa nữa. Thì chỉ diệt theo thiện tinh ông tu chứng được tứ thiền, ông sanh khỏi trời sắc giới, rồi sau cái thái phước ở khỏi trời sắc giới ông đọa xuống dưới trần gian, thì lúc đó ông phỉ báng giáo lý Phật. Ông nói là mình được lên khỏi trời sắc giới được là chứng được niết bàn, ai ngờ đâu là còn rớt trở lại. Bởi vì phỉ báng như vậy cho nên sau này ông phải đọa, phải đọa. Như vậy thì lã là tiền theo chứng được tứ thiền rồi mà không hiểu thấu được cái lý Phật dạy rồi cũng phải bị đọa. Đây là trong kinh Niết Bàn Thập Ca Diếp nó nói rõ câu chuyện này. Đó là bị sai. Đây tôi một đoạn nữa cho quý vị
Ngô Tảo Thiên Mai Tích Học Vấn, Diệt Tàng Thảo Sớ Tầm Kinh Luận, Phân Biệt Danh Tướng Bất Tri Lưu, Nhập Hải Toán Xa Đồ Tử Khốn. Hay Ngài nói cái khổ của Ngài lúc trước đó, lúc ban đầu đó, Ngô là tôi, Thảo là hồi xưa, hồi sốt đó, tích niên, tức là nhiều năm, hay là những năm về trước tôi tích lũy cái sự học vấn. Nhớ nghe, thầy là tích lũy học vấn nhớ năm này. Tôi sớm nhiều năm đã tích lũy cái học vấn, diện tàng thảo sớ tầm kinh luận, cũng tình thảo sớ tìm ở trong kinh trong luận mà dịch ra và nhân dân. Phân biệt danh tướng bất tri lưu, tức là phân biệt danh tướng không có thôi, phân biệt danh từ này danh từ kia khác nhau chỗ nào cũng làm nghe hay lắm, không có thôi. Nhập hải toán xa đồ tự cố, chẳng khác nào vào biển mà đến khác tự nhập mình. Quý vị nghe chưa hả? Như vậy thì mới thấy nếu chúng ta chỉ kẹt trong phân tự chữ nghĩa thì chúng ta phải lao khổ nhiều kiếp chứ không có giải thoát. Cứ bị Như Lai khổ ha trách, sổ tha thân bảo hữu hà ích, tầm lai thanh đắc tán đánh giác hư hành, đa niên bổ tát không trần khách. Những câu này là Ngài diễn tả lại cái ngày trước của mình tu. Nếu mà mình tu cứ chạy theo danh tướng chữ nghĩa văn tự rồi những từ ngữ của văn cả đời như vậy thì rất là uổng, mà lại bị trở lại bị Như Lai khổ hạ trách, tức là Phật quở trách nhiều nữa. Tại sao quở trách chỗ nào? Nó đến của báo cho người thì có cái gì nghĩa là cứ thấy trong kinh trung luận rồi dịch ra ngoài phải cho mình được cái gì, đó là những cho ai không có gì hết. Cho nên gặp lại bị Như Lai quở trách nặng khổ là nhiều đó. Rồi có trách bằng cách nào? Nói rằng âm tế của báo cho người của báo cho người có ích gì không? Từ tầm lai đáng đáng giá sư hàng là từ đó đến giờ mới nhọc nhằn, mới quyết định được cái hành động vô ích của mình. Thư là rộng vô ích, nhiều năm luôn là người khách không cần, nghĩa là nhiều năm vẫn được lang thang là người khách không cần chứ không trở về được bảo sở, phải không? Giống như kinh hôm qua nói chàng cùng tử đi lang thang mà không trở về những gia với mẹ vậy. Cho nên hai câu này nói nghe rất là đáng nhớ. Tầm lai đáng đáng giá như hành, đa niên bổ tát không trần cách, nghĩa là đã từ bao nhiêu năm quyết định mới biết rằng cái việc làm nó rộng, nhiều năm luôn làm kẻ khách không trần. Nghĩa là người khác đi mà đường bụi bọt dít đầy mình á, người khách không trần ra ra ngoài. Chủng tấm tà thác tri giải, bất đạt Như Lai viên đốn chế, nhị thừa tinh tiến Phật đạo tăng, ngoại đạo thông minh vô trí huệ, diệt ngu si diệt tiểu ngải, không quyền chỉ tượng sanh thực giả, chấp chỉ tuy nguyện uổng thi công, căn cảnh pháp trung hư biến quái. Ở đây Ngài nói rằng những người có cái chủng tánh tà, có cái hiểu biết sai á, thì những người đó họ không thấu suốt được cái giáo lý viên đốn của Đức Phật. Còn hàng nhị thừa thì tuy là tinh tiến nhưng mà không có đạo tâm. Tại sao vậy? Tinh tiến mà không giác ngộ thì đó là gọi là không có đạo tâm. Còn người ngoại đạo tuy là thông minh mà không có trí tuệ. Tại sao vậy? Thông minh tức là suy xét, nhận định, giỏi, khéo, đó gọi là thông minh.
nhưng mà không có trí tuệ là không nhận được cái lẽ thật, cái chân lý đã sẵn nơi mình. Nhận được lẽ thật, thấy được chân lý, nó mới gọi là trí tuệ. Còn nếu chỉ so sánh, đối chiếu hay dở với nhau thì đó gọi là nào lanh lợi, gọi là không thông minh, chứ mà không có đi đến đâu. Diệt ngu si, diệt tiểu ngã, như vậy thì những người đó cũng là người ngu si, và những người còn ngây thơ. Tiểu ngã là ngây thơ thôi. Như vậy thì những hàng đó chỉ là ngu si và ngây thơ, trong cái nắm tay không quyền chỉ được sanh thịt giả, trong nắm tay không mà tưởng là trong nó có gì. Đây là ví dụ như bà mẹ xách vở đi chợ, rồi con nó khóc rồi đi theo, nó đây nè có bánh nè cho con, đừng có khóc nữa, nó chạy lại mừng tưởng có bánh đẹp chở được thành công. Không quyền tức là nắm tay không, mà chỉ là để dỗ nước thôi mà mình lại làm như vậy. Ngài nói không quyền đó, không quyền chỉ được sanh thực giải, tưởng là có thiện chắc chỉ vi nguyện của phi công. Tức là mình chắc cái ngón tay làm mặt trăng thì cái công mình rất là làm. Ví dụ như đêm mùng 3, mùng 4 mặt trăng nó lên có cái này, cái tay, rồi 2, 3 mình để ra đứng nhìn, có người nhìn thấy à chuyện có mặt trăng, hỏi mặt trăng chỗ nào, trăng chưa thấy được phải sao, nên là chỉ đó hướng đó hay chỗ đó là đưa ngón tay nhìn được thấy mặt trăng. Như vậy thì ngón tay có phải mặt trăng không? Ta chỉ là một phương tiện hướng dẫn để thấy mặt trăng. Bao nhiêu cái điểm mặt giải là ngón tay mà nhận được tánh giác của mình mới là mặt trăng. Phật muốn chỉ mình có tánh giác, cũng như bây giờ tôi thấy thật là đáng thương. Kinh Phật dạy để làm gì? Để đọc, phải không? Đọc tụng. Đọc tụng để làm gì? Đọc tụng để mà hiểu, để thâm nhập được cái chỗ chỉ. Nhưng bây giờ thì cứ đem ra đọc tụng đủ rồi, bữa nào đọc được 2-3 bộ bữa đó hay lắm rồi. Tu vậy là tu rất là hay. Như giờ tôi thường nói cứ đọc Pháp Nhãn Thứ Kiến của Quận Giai Công 100 biến thì cũng là như vậy thôi. Còn mình đặt tới Thứ Kiến của Quận Giai Công, mình biết soi lại năm quận của mình quá ta nó không thiệt, thì cái đó mới là cái chỗ thật để đi Phật bảo. Ở này cứ đọc hoài, đọc ra xuất kiến thì cũng là kinh thôi. Mình là mình, kinh là kinh, thấy nó cho tay mặt trăng thì ngàn đời thấy mặt trăng đó. Bởi vậy nên mình hiểu cho chi lý mới thấy cái lời Phật dạy hết sức là rõ ràng. Căn cảnh pháp trung hư nhất quá, rồi trong cái căn tật mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình cả là 6 tầng mài, trong 2 cái hư giả đó mà rồi mình luôn tạo thành cái nghiệp điên đảo khổ sở. Rồi quý vị thấy không? Hiện giờ chúng ta cãi lộn hoàn toàn với nhau là vì cái gì? Vì cảnh, sáu đạo, vì sáu căn. Ví dụ lỗ tai mình nghe người ta nói câu gì mà hơi phạm đến giá trị mình, cái thì sao? Thì cái câu nói đó là cảnh, cái căn lỗ tai nghe, nghe cái nổi giận. Như vậy thì trong cái căn, cái cảnh đó mà chúng ta tạo ra không biết bao nhiêu việc mà tạo đó là việc dối thôi, thiệt, phải không? Nhưng mà bây giờ đang ở đây thì nghiệp phát trên 100%. Người ta chửi mình là thiệt thì cái nghiệp phát thiệt, người ta khen mình là thiệt thì cái nghiệp rất phát thiệt. Nên nó thiệt với cái kẻ mê, nhưng mà nó là dối của người tình. Bây giờ quý vị xác định quý vị muốn là người tình hay là thích là người mê? Muốn cái nào? Bên tỉnh bên mê muốn cái nào? Cơ hội làm tình đích quốc ta. Muốn
si mê hóa bài nghe chúng không hiểu, rồi cũng đâu để đó chúng tình, phải không? Thì như vậy cho nên tu theo đạo Phật là giác là tình, mà những giờ Phật tử mà tu theo đạo Phật mà ưng mê như vậy, theo Phật thì theo ai? Phật là giác, theo đạo giác mà mình mê thì chỉ đúng không? Nhưng là giác đi bên đông rồi mê đi bên tây, mà bây giờ theo Phật dỗ ngực là đệ tử Phật và lại mê như vậy thì quý vị nói sao, có khổ mẹ không? Bởi vậy nên là đệ tử Phật thì phải giác giác chứ đừng để mê, vì có giác thì chúng ta mới ra khỏi sinh tử, mà nếu mê thì muôn đời không ra khỏi sinh tử. Rồi thì thầy giảng ở đây nghĩ còn một lần nữa là hết cái này, mà cũng là chiếc cái công tác của tôi. Thì như vậy thì ngài giảng tới tuyên bố cho quý vị nhé, kỳ giảng tới tháng sau ngày 21 tháng 9 dương lịch nhằm ngày 15 tháng 8 dương lịch trọng đạo ăn cơm khô luôn rồi 15 tháng 8 như vậy thì còn một lần chót, lần chót giảng ở đây rồi như vậy thì còn một lần nữa, cho nên là tất cả quý vị nếu đủ duyên thì tới nghe cho rõ, rồi từ đó về sau tôi chuyên liệu học thời gian hết cái thời kỳ nói rồi, mà tất cả chúng ta có được tâm nguyện.